Chào các bạn đã đến với channel của mình hôm nay. Thì cái channel này mình sẽ xếp vô nó là chuyên mục của game đi. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình đó, là đây là cái group cờ tỷ phú của bản Hàn Quốc. Thì có nhiều bạn vào hỏi mình là cách chơi như thế nào, rồi đăng ký như thế nào. Thì ngày hôm nay mình xin hướng dẫn sơ qua cho các bạn biết là cách đăng ký, cách tải cũng như là cách chơi. Trước khi mình làm thì mình xin nói rõ là ở đây là mình chỉ là hướng dẫn cho những bạn nào đam mê cái cờ tỷ phú đến với cái cờ tỷ phú của bản Hàn Quốc này, tại vì nó free tư nhân vật ếch cộng nhiều, trang bị cộng cũng nhiều đó, mà dễ kiếm kim cương. Nói chung nhiều event này nọ, nhiều map nữa. Thì bây giờ mình xin hướng dẫn sơ cho các bạn. Thì đây là cái group của mình, bạn nào có muốn tham gia trao đổi thảo luận gì thì lên đây chúng ta thảo luận với nhau ha. Giờ chúng ta vào cờ tỷ phú đi. Đây. Thì đây là cái bảng của mình đang chơi nè. Thì phóng nhỏ nó ra giữa cái khung hình thôi. Đây đây là cái nhân vật Neverly của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ thoát ra và tạo một nhân vật mới ha. Đây, lúc thoát không nhớ lúc nào nữa. Thì các bạn tải game thì các bạn lên đây. Trên group của mình thì hiện tại là chỉ có cái link của bản Android thôi, còn bản iOS thì mình chưa có tìm được. Thì những bạn nào mà có link của bản iOS đó, thì cứ inbox cho mình rồi mình up lên group, hoặc các bạn có thể chia sẻ hẳn lên group cho các bạn nào xài iPhone, iPad gì đó chơi. Link mình để sẵn ở ngay bài game luôn. Còn khi bạn download về bạn sẽ cập nhật thì tại map nó nhiều, nó cũng tới 1 GB rồi đó. Nó hơi nặng nên chắc cũng phải update hơi lâu. Xong thì nó hiện hai cái bảng, các bạn đánh dấu tích hết luôn. Thì nó hoàn toàn là tiếng Việt nha các bạn. Đó, tạo tài khoản nè. Đó, đồng ý với tất cả điều khoản nè. Điều khoản dịch vụ bắt buộc, đồng ý với điều khoản cái tính năng bắt buộc thu thập nè, đó, đầy đủ. Rồi, bấm. Ở đây thì các bạn nhập email của các bạn vô. Đó. Thì ở đây cái email của mình đi. Email của mình đó. Các bạn nào có quảng cáo hay là cái gì thì cứ gửi qua mail cho mình cũng được, để mail của mình đó, điện tử rồi xác nhận đó. Bây giờ các bạn quay qua mail đó. Đây nè, cái tin nhắn báo về nè đó.
Nên mình sẽ cái gì ta, à để đảm bảo cái này thì mình kéo xuống đây ha. Rồi đây là mật khẩu mình tạo rồi. Cái mật khẩu này thì nó có chữ viết hoa, viết thường, chữ số và đặc biệt nha các bạn. Đó, này mình đặt chữ không à, để bấm rồi tạo được không? Đó, mật khẩu phải có chữ và số. Đó, kéo xuống, đăng ký tiếp. Thì các bạn cứ đặt là một chữ, ví dụ như tên các bạn hay là tên người yêu các bạn hay là tên ai đó cũng được. Rồi các bạn đặt số 1, 2, 3, 4 này nọ, chỉ là có chữ và số thôi, không cần in hoa, in đậm gì hết, chỉ cho nó dài dòng khó nhớ. Đó, này là tên. Tên năm sinh, tháng luôn, ngày luôn. Đây, ngày tháng năm sinh của mình rồi nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu tặng quà hay là tặng gì cho mình thì cứ inbox cho mình nha. Mình là nam nha, chứ không phải nữ nha. Ưu tiên việc đó. Rồi muốn chụp hình thì lấy hình, mà thôi để chốt đi rồi lấy hình. Đó, đây là thông tin cho các bạn nè, email để có gì mà khôi phục lại tài khoản, mất mật khẩu hay là gì đó. Đó, đồng ý ha. Rồi bây giờ thì các bạn vào thì nó để đặt tên, này là đặt tên tên những nhân vật trong game. Rồi nó không chịu, nó không chịu có khoảng cách hay gì đây. Rồi ok, không có khoảng cách. Này đi. Đây nó đang hướng dẫn mình chơi ha. Cái này chút chắc mình lướt sơ qua. Đang có event hay là sự kiện đó vậy bạn. Các bạn vô thì các bạn cứ làm hết cái mấy nhiệm vụ này đi, nó bấm vào từng miếng từng miếng từng miếng đó. Thì nó sẽ cho cái chắc các bạn là thêm cái trang bị ít cộng nha. Chúng ta đừng, nói chung là bỏ ra khoảng 5-10 phút làm cái nhiệm vụ này cũng không 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 quá đổi là khó đối với các bạn đó. Đây là cái bình kinh nghiệm nha. Đây đó, nó cho mình đầu game thì nó cho mình một nhân vật level 30.
Đó, nhưng bậc này có thời hạn nha các bạn, chứ không phải là không có thời hạn ha. Đó, con này là không có thời hạn chứ con này là có thời hạn á. Mình quên là thời hạn mấy ngày rồi, hình như là 7 ngày hay bao nhiêu đó. Bên này là nó có cái đó nè, có thêm cái phần nữa đó là phần khảm khảm đá cho cái nhân vật nè. Đó, bạn phải có được một hệ nhân vật ếch và một cái hệ hãm đá. Đó, như vậy các bạn mới khảm được. Đó, xong rồi chúng ta bỏ nó vô, quăng cục đá vô. Chúng ta không xài nữa thì chúng ta phân giải cái này ra. Đó, thì nó sẽ còn cục đá. Là mất luôn cái hẻ ếch cộng nha các bạn đừng có dại mà đem vô phân giải nha. Lúc trước mình ngu mình cũng đã bấm thử vô là mất nhân vật ếch cộng luôn đó. Rồi, chúng ta qua phần này ha. Để cho nó hướng dẫn đi, các bạn cứ làm theo nó hướng dẫn đi chút thì nó có sẽ nó có quà cho các bạn chứ không phải là không có ha. Hai cái A cộng 7, A cộng cộng 7 thì nó sẽ ra được một món ếch. Hai món ếch cộng 7 thì nó sẽ ra được một món ếch cộng. À, đó. Đó. Các bạn nhớ là đừng có giục cái viên đó nha. Cái viên đó quý lắm đó. Rồi bây giờ chúng ta qua phần xúc sắc ha. Đây xúc sắc thì bên này là đa dạng muôn màu đấy, từ trên dưới quá trời đó. Đó, nó đang cho cái event này nè. Các bạn nào nhanh chân để mà vô group thì sẽ tải game này về thì sẽ nhận được cái con nhân vật đó. Để ta nhận từ từ đi cho các bạn coi. Đây, đây con nhân vật này nó được 3 lỗ khảm đá luôn nha các bạn. Đây nè, đem đây cho các bạn coi, 1 2 3 đó. Nhưng mà con này đặc biệt là các bạn muốn cộng nó lên thì các bạn không thể cộng bằng đá mấy cái hẻ thường hay là bình A-shape được. Các bạn phải vào đây. Là hình như là hiện là trong tháng này thôi nha, hình như nay là cũng mười mấy rồi. Đó, bấm vào ha. Chờ cho nó chạy qua ha. Chạy bấm qua cái thứ hai ha, để cho nó chạy qua. Đó. Nó đi tàu từ bên này qua bên kia. Mình các bạn hãy chọn những con đường nào mà ngắn nhất, ví dụ như từ đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây rồi qua đây, chứ các bạn đừng có về 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 thì nó rất là tốn thời gian cho các bạn nha. Giờ hình như là mình đang ở đây, đang ở đây chắc mình qua đây, ở đâu vậy? Rồi
nó không cho mình đi lộn rồi, mình đi lộn ở nước ngoài. Các bạn ấy cần phải đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Các bạn chọn con đường nào gần nhất nha, cũng là như vậy. Các bạn chạy hết trong đó thì các bạn ra, các bạn sẽ nhận được ở đây phần quà ha. Đó đó đó, cứ từ từ mà làm. Đây là các bạn đi từ đảo này qua đảo kia. Đây, cái đảo như qua đảo này hay đảo nào đó, đảo màu vàng hay đảo màu đen gì đó, là các bạn sẽ nhận được con này ha. Con này là để cho các bạn cộng cái nhân vật này lên level 30, đi hết này chắc là cộng đủ. Còn Robic này nọ thì cũng như cái kia thôi. Còn có nhiều bạn hỏi mình là mới vừa vào thì trang bị ở đâu mà mình chơi, thì mình xin thưa mới vừa vào nó không giống như của bạn ở Việt Nam. Mới vừa vào nó cho các bạn sẵn 4 món trang bị. 4 món trang bị này các bạn sẽ đi mấy map thường thì nó dư sức cho các bạn chơi. Đó, mình sẽ giới thiệu sơ qua về 4 món trang bị này đi. Đây, cái nón này nón vĩnh viễn này nha các bạn. Đây. Còn 4 món này là 4 món này là có thời hạn. Hình như là 1 tuần thì phải, nhớ là như vậy. Đây. Đây là vé mời. Rồi mời người khác là nhà mình. Còn đây là xây liền, như là xây liền kỳ quan hay gì đó. Đó, còn đây là các bạn xây một kỳ quan, xong rồi cái kỳ quan đó sẽ là có một cái hố đen cho các bạn dục ở cái map nào, qua cái ô nào cũng được, thì nhân vật đó chạy nhảy nhảy xuống cái đó nha, chứ không phải nó đi qua luôn rồi không tính. Nhảy vào đó ngay ô đó thì nó sẽ bị hút vào cái gì ta, kỳ quan của các bạn. Còn cái này thì mình không biết, mình không nhớ lắm. Đó, y chang bản Việt Nam ha. Đấy, mà đừng quên, đây vừa vào nó có cho các bạn kim cương bên này á, đi đào. Kim cương bên này thì rất là dễ kiếm nha các bạn, có khi là 1 tuần lại các bạn kiếm được 2-3 ngàn, 4-5 ngàn cũng không chừng, tùy vào cái khả năng các bạn chơi lâu nhanh gì đó. Đó này thì chơi một bài nè, đây nè, chơi một trận đầu tiên thì được nhận cái nhân vật ếch nè, cũng không biết làm gì quên nè. Đó à, để từ từ mình họp lại cho các bạn coi, cái này cũng hay lắm nè. Đây đó nè, các bạn đi máy bay hồng vòng quanh thế giới là được cộng 20 điểm nè. Đó, mở Rubik một cục Rubik vàng thì được 5 điểm nè. Đó rồi 50 ngôi sao nè được 2 điểm nè. Đó, mở hộp quà hàng ngày nè, cái này cái vòng chót là mở hộp quà hàng ngày nè là được 20 điểm nè. Còn cái này là mở kim cương hay gì ở mà đào kim cương hồi nãy là 20 điểm. Đây còn điểm để làm gì, nâng cấp cái vali này nè. Đó, lên vali thì hàng ngày các bạn sẽ nhận được những ưu đãi này. Rồi cái này là nhận 1 lần duy nhất nha. Đó đó, hiện tại thì mình đang max cho vali thì mỗi ngày mình được nhận cái này. Đó, 1.000 kim cương mình đã nhận được rồi. Đó, giờ đây các bạn đừng quên ha, làm nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ này ha. Đó, nhiệm vụ này mình không nhớ, tại tiếng Hàn mình cũng không biết. Thì mình, nếu mình không biết tiếng Hàn thì làm gì, cách thứ nhất mình tải Google, Google dịch của bản trên điện thoại về, các bạn chụp lại cái màn hình xong rồi mình đem qua bên đó, mình quét, mình dịch từ cái tiếng Hàn qua cái tiếng Việt Nam. Đó thì các bạn càng lên cao thì nó không còn cho các bạn nhân vật ít cộng rồi nữa, mà nó cho các bạn là cái trang bị ít cộng. Nên hiện nay hàng ngày thì mình mở lên thì mình làm nhiệm vụ mình lấy cái trang bị ít cộng đó. Còn những nhân vật mà ít cộng này thì lúc đầu các bạn khan hiếm vậy thôi, chứ từ từ các bạn tích kim cương đi, vô đây mua mở. Hiện nay nó hết nhờ cái event mà mở nhân vật này rồi, nên đập kim cương vô đây cũng chả được gì, tích kim cương đi. Như 1 tuần mới ra một event đó. Đó không, các bạn hô vào đây đồ như vậy chơi sao lỡ ai,
xin thưa với các bạn, nhân vật của các bạn là VIP lắm đó, nhưng chỉ có thời hạn nha. Đó, còn đây nếu mà không có trang bị gì ngon thì đây, vào đây cái map ở giữa nha, vào điều vào thì map ở giữa nha, đây vào đấu đơn đi. Bậy quá, lỡ vào rồi. Ây da, đánh một trận luôn cho các bạn xem ha. Cái nhân vật này thì phế rồi, quên nãy chọn nhân vật kia, nhân vật mà cưỡi con hổ đẹp hơn. Đây nói sơ qua về trang bị ha, đây là cục 500, các bạn rơi vào một cái kỳ quan của các bạn. Để mình chơi thử một vòng ha. Đó, còn cái cục này, đây cái cúp màu bạc. Đó, như các bạn thấy, xây cái nhà cấp 3. Có tỷ lệ quay về điểm xuất phát. Quay về điểm xuất phát để làm gì? Xây lên cái kỳ quan. Và các bạn cố gắng cho mình thải nhanh nhất vào. Trời ơi, xui quá. Đó, nhảy qua đây. Ngon ăn ha. Đó, đó. Đây, cái cục 500 này làm gì? Thẳng hàng thì các bạn có thể mời được người nào ở thẳng hàng thì vô hết kỳ quan của các bạn. Còn cái vé hư mời này, để cái vé hư mời đó để làm gì? Cho các bạn bỏ tiền ra mà mời người khác vào nhà của mình. Đó. Còn nếu mà nó mời không được thì các bạn phải bỏ tiền. Bỏ tiền ra mời. Còn cái hiệp mời này nè, đó hiệp mời. Còn cái bong bóng này thì là nhốt các bạn. Đây con này là tới số nó rồi. Đó. Thẳng hàng một cái này ha. Ô bong bóng, à bong bóng hiện ra nè, là nhốt các bạn, nhốt người đó vào ngục. Là hiệp hai người đó có thải bao nhiêu nút thì nữa người đó cũng không có đi ra được. Đó. Sơ lược tóm tắt nó là vậy. Trong này còn rất là nhiều, nhưng mà đa số hiện tại thì những bạn đó thường hay chơi bộ trang bị hồi nãy. Cái này lên level 3, level 5, level 7 mới được mở mấy cái này. Còn thường thì chọn mấy cái này. Thì trước tiên thì các bạn hãy lên level đi. Lên level tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Đây, như là level 11 được mở cái này. Mỗi ngày thì các bạn cứ tham gia ha. Channel của mình tới đây thì hết rồi, hướng dẫn phần 1. Còn những phần sau thì các bạn có thể lên group của mình đó, để trao đổi các thứ với những anh em trên này. Còn không thì các bạn có thể vào kênh của mình trên YouTube để theo dõi những bài hướng dẫn, không thì xem những clip vui. Có những bạn ở vui, còn có những bạn nó là xàm. Mình nghĩ chắc là xàm là chính để giải tỏa stress. Rồi, bye bye. Các bạn đừng quên cho mình một like, một share. Nếu bài này hay thì cho một share để nhiều người biết. Và cho mình một comment để biết ý kiến của các bạn về những đoạn clip của mình, và cho mình thêm ý tưởng để làm những đoạn clip tiếp theo. Và sau nữa ta, à đừng quên đăng ký vào kênh của mình, nhớ nhấn vào quả chuông để nhận thông báo nha. Bye bye.